Ngọc Thạch. Dạ, xin chào anh Quý và cũng xin chào các anh chị bác sĩ trong chương trình webinar ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì ngày hôm nay thì Phương Anh xin chia sẻ về những cái chế độ ăn phòng ngừa ung thư gan. Thì cho đến nay á, thì ngoài những cái yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư gan như là nhiễm virus, viêm gan B, viêm gan C thì nó còn có về chế độ ăn á, thì người ta thấy rằng là có ba cái yếu tố nguy cơ mà người thấy rằng là có cái bằng chứng mạnh mẽ nó làm tăng cái nguy cơ ung thư gan lên. Thứ nhất là mình nhiễm cái độc tố vi nấm là aflatoxin, thứ hai là uống nhiều bia rượu, và cái thứ ba là cái phát hiện gần đây nhất đó chính là thừa cân béo phì. Thì trước đây thì người ta nghĩ rằng cái thừa cân béo phì thì nó liên quan nhiều đến những cái bệnh mãn tính như là đái tháo đường, như là đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, vân vân. Nhưng chính vì cái tình trạng mà mình thừa cân béo phì á, là mình dư cái khối mỡ, cái mô mỡ, cái lượng mỡ trong cơ thể nó vượt mức, nó sẽ làm rối loạn những cái vấn đề về nội tiết và nó cũng dẫn đến cái tình trạng là ung thư gan. Thì Phương Anh sẽ đi vào từng cái chi tiết nhỏ. Thì cái đầu tiên đó là mình nhiễm cái độc tố aflatoxin. Thì cái aflatoxin là cái gì? Aflatoxin nó là cái độc tố do cái vi nấm Aspergillus nó tiết ra. Thì những cái thực phẩm mà nó dễ bị nhiễm cái Aspergillus như là ngũ cốc nè, ví dụ như là gạo, là bắp nè, nếu như mình bảo quản không có tốt, mình bảo quản ở cái nơi mà có cái độ ẩm, nhiệt độ cao thì cái nấm Aspergillus này nó rất là dễ phát triển. Mà khi nó phát triển thì nó sẽ tiết ra một cái độc tố là aflatoxin, hoặc là những cái hạt có dầu như là đậu phộng nè, hạnh nhân nè. Thì những cái loại hạt này thì thường là mình không có ăn tươi, mình sẽ thường bảo quản khô. Ví dụ như gia đình thì mình sẽ mua, lâu lâu mình cũng sẽ mua vài trăm hay là nửa ký đậu phộng đó, mình để ở trong nhà và đó mình sẽ rang mình ăn dần. Rồi hoặc là các loại gia vị như là ớt bột. Thì thường thì mình ít khi nào mình nghĩ đến những cái thực phẩm nhiễm nấm mà liên quan đến gia vị, nhưng mà những cái gia vị này nó vẫn có nguy cơ nó bị nhiễm những cái loại nấm mốc. Và cái điều kiện tối ưu để cho nấm mốc phát triển đó chính là cái nhiệt độ nóng ẩm. Thì nó ngay cái nhiệt độ khí hậu của người Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy cho nên rằng là Việt Nam mình rất là có nguy cơ nếu như những cái thực phẩm của mình bảo quản không có đúng, nhất là đồ khô á, thì nó sẽ dễ tạo điều kiện thuận lợi cho những cái nấm Aspergillus nó phát triển và nó tiết ra cái độc tố và có cái nguy cơ gây ung thư gan, đó là aflatoxin. Thì đặc điểm của cái độc tố này nó là cái gì? Thứ nhất là nó không màu, không mùi và không vị. Ví dụ như một cái thực phẩm đi là đậu phộng, mình thấy nó bị mốc, mình thấy nó có những cái dấu hiệu là mốc xanh, mốc đen ở ngoài, thì cái đó là do cái vi nấm nó phát triển đó. Nhưng mà cái độc tố nó tiết ra thì nó không màu, không mùi, không vị. Chính vì vậy cho nên là khi mà mình thấy một cái thực phẩm nhiễm mốc thì cái tâm lý của mình là sẽ tiếc của, thì mình sẽ đi rửa rất là nhiều lần. Và khi mình thấy là cái hạt đậu phộng á, là nó nhìn bề ngoài nó không còn cái màu xanh, màu màu đen của mốc nữa, nhưng mà thực chất á, là cái độc tố nó vẫn còn nằm ở trong đó ha, nó không có màu. Cho nên là mình cứ tưởng là nó trôi, nhưng thật ra nó trôi là trôi cái mốc, trôi cái con vi nấm, nhưng cái độc tố thì nó vẫn còn. Cái thứ hai là nó bền với nhiệt. Khi mà mình ví dụ như cái hạt đậu phộng bị mốc, cái mình đi rửa rồi mình đi phơi nắng thì mình nghĩ là cái nhiệt độ của nắng nó sẽ làm tiêu cái độc tố đi, hoặc là khi mình rang thì nó sẽ làm hủy độc tố, nhưng thực chất là cái nhiệt độ đó nó vẫn chưa hủy được. Rồi nó sẽ khó loại bỏ độc tố khi mà mình chà rửa thực phẩm. Khi mà mình là cái đậu phộng nó bị mốc, mình có chà có rửa đi nữa thì cái độc tố nó vẫn còn ở trong cái thực phẩm đó. Chính vì vậy mà để mà loại bỏ được, để mà giảm cái nguy cơ ung thư gan á, thì mình sẽ không tiêu thụ thực phẩm có dấu hiệu bị mốc. Những cái thực phẩm nào ngay cả mình nghi ngờ mình bị mốc, mình cũng phải thẳng tay mình bỏ luôn, chứ không phải rằng là cái thói quen của mình là Việt Nam mình hơi tiếc của, cho nên là mình sẽ chà, mình sẽ rửa, sau đó mình sẽ đi phơi nắng và sau đó mình sẽ tiếp tục mình ăn. Và lưu ý rằng là một khi cái con nấm này nó đã tiết độc tố thì gần như nó rất khó bị loại bỏ ra ngoài. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai đó chính là bia rượu. Thì mình cần phải uống bia rượu vừa phải. Như vậy thì uống bia rượu vừa phải là như thế nào? Thì đối với nam thì mình sẽ không quá 2 đơn vị một ngày, còn đối với nữ thì mình sẽ không quá 2 đơn vị cồn một ngày. Thì một đơn vị cồn á, thì nó sẽ tương đương với bia là 330 ml.
là nó khoảng là một lon bia. Như vậy thì nam thì một ngày mình chỉ uống tối đa là 7 là 2 lon, còn nữ thì uống tối đa là một lon thôi. Còn rượu vang thì nó khoảng 100 ml, còn rượu mạnh thì khoảng 30 ml. Thì cái này thì có thể các anh chị sẽ thấy rằng là một số cái tài liệu thì nó cho là rượu vang là 150, rượu mạnh là 45 ml. Thì cái này nó tính theo cái nồng độ cồn. Ví dụ như cái rượu vang nó sẽ có nhiều cái độ cồn khác nhau ha, thì cái này mình sẽ tính một cái tương đương thôi. Nói chung là rượu vang thì nó dòng dòng khoảng từ 100 đến 150 ml. Rượu nào có độ cồn càng cao thì nó khoảng chừng 100 ml. Rượu nào mà có độ cồn ít thì nó có thể là 150. Thì rượu mạnh cũng khoảng là từ 30 đến 45 ml. À, và một cái cuối cùng thì để phòng ngừa cái ung thư gan thì mình cần phải duy trì cái cân nặng khỏe mạnh. Thì cái cân nặng được xem là khỏe mạnh á, khi cái BMI của mình nó sẽ nằm trong cái ngưỡng từ 18.5 đến 25. À, thì cái BMI này mình tính rất là đơn giản. À, cộng đồng chúng ta sẽ tính bằng cái công thức như sau. Thứ nhất là mình sẽ lấy cân nặng là tính theo cái đơn vị là ký ha. Sau đó mình chia cho chiều cao, mình nhân cho chiều cao, đơn vị là mét, và mình nhân làm 2 lần. Thì trong trong toán học thì thuật ngữ đó là chia cho chiều cao bình phương. Bây giờ Phương Anh ví dụ như là một người có cân nặng là 56 kg, có chiều cao là 1m64, thì cái BMI của mình á thì mình sẽ tính bằng cách là mình lấy 56 mình chia cho 1.64, mình nhân cho 1.64. Thì ở đây chiều cao tính theo đơn vị mét là một một là 1.64 m ha, thì cái BMI của người này là 20.8, thì nó nằm trong ngưỡng từ 18.5 đến 25. Thì mình có thể nói là cân nặng người này nằm trong cái ngưỡng khỏe mạnh. Cái cân nặng nằm trong ngưỡng khỏe mạnh nó không chỉ là nó giúp phòng ngừa ung thư gan mà nó còn phòng ngừa rất là nhiều những cái bệnh lý khác. Và để tham khảo chi tiết, ví dụ như là tham khảo chi tiết để mình biết xem á, là mình ăn mình cần bao nhiêu năng lượng để mình duy trì cân nặng khỏe mạnh, rồi cái chế độ ăn hiện tại của mình á là mình đã nhập được bao nhiêu kilo calo rồi, mình nhập có dư hay không, tại vì khi mình nhập dư thì mình sẽ rất là bị thừa cân béo phì trong tương lai. Thì xin mời các mọi người sẽ tham khảo thêm trên trang web là nudi.vn. Thì trên cái trang web này thì Phương Anh viết rất là chi tiết.